Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Vào thứ sáu tuần qua, trong giờ học môn tập dị môn túc luận, Thầy Trung Duệ giảng về đề mục kết tập pháp tạng. Trong đó, Ngài Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo, giáo pháp của giáo chủ ngoại đạo là ly hệ thân tử không dẫn đến xuất ly, không hướng đến chánh giác. Còn giáo pháp của Đức Thế Tôn dẫn đến vĩnh viễn xuất ly, hướng đến chánh giác. Mỗi Đức Phật đều có 10 danh hiệu, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Mỗi danh hiệu của Phật đều có diệu dụng khác nhau. Như Lai là tánh cùng khắp, không đến không đi. Ứng Cúng là bậc phước đức và trí đức được viên mãn. Chánh biến tri là sự hiểu biết của Phật vượt qua khỏi thời gian và không gian, cho đến danh hiệu Phật là một bậc giác ngộ Phật tánh. Tiếp theo là chương 2, Phẩm Một Pháp. Theo Kinh Văn, Ngài Xá Lợi Phất nói với các cụ thọ, giáo pháp của Đức Phật đưa đến lợi lạc vô lượng hữu tình, thương xót các chúng trời người thế gian, khiến cho họ đạt được an lạc, giác ngộ và giải thoát. Thầy giảng rằng, từ cụ thọ có nghĩa là chỉ cho những vị cụ túc trưởng lão trưởng thượng. Pháp của Đức Phật đem lại lợi lạc bởi vì Thế Tôn tự tu, tự hành, tự chứng và tự thuyết, cho nên Ngài chấm dứt các lậu hoặc khổ đau, đưa đến con đường giác ngộ cho các thánh đệ tử. Nếu chúng ta phát nguyện tu hành theo giáo pháp của Phật, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành Phật. Trong khi đồ chúng của ngoại đạo thì tranh giành, lập phe chia phái, thì giáo pháp của Đức Phật đưa chúng đệ tử đến con đường tu tập hòa hợp. Cho nên, khi chúng ta quy y Tăng, không phải là quy y một thầy truyền giới cho mình, mà là quy y Tăng hòa hợp. Giáo pháp của Như Lai thuyết vô lượng vô biên nhưng có cùng một vị giải thoát. Giáo pháp của Phật thù thắng bởi vì Đức Phật thuyết pháp dựa trên sơ trung hậu thiện và sơ trung hậu giải thoát. Tức là tu hành theo giáo pháp của Đức Phật qua ba giai đoạn là sơ, trung và hậu. Còn giáo pháp của ngoại đạo không có điều này. Nhiếp tụng là thâu lại, tóm tắt lại những đề mục mà phần trước đã nói để trở thành một thể loại. Chỉ có đạo Phật mới có loại văn chương này. Trong Phật giáo về văn chương thể loại, đúc kết có hai tư tưởng khác nhau. Tư tưởng Nam truyền có 9 thể loại văn chương, còn Bắc truyền có 12 thể loại diễn đạt kinh văn để xiển dương bài pháp của Phật. Trong giờ học kinh Trường Bộ, Thầy Thanh Nguyên giảng tiếp kinh Tự Hoan Hỷ. Thế Tôn thuyết pháp về 4 loại kiến định là vô thường, đó là quan sát thấy được thân bất tịnh, thấy được xương còn liên kết với nhau, dính thịt, máu và da, thấy được dòng tâm thức không gián đoạn và an trú. Cuối cùng quan sát dòng tâm thức không gián đoạn đó như là không an trú cả đời này tới đời sau. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã mong chúng sanh phải đi sâu vào trong định để nhìn thấy rõ sự bất tịnh của thân mà bỏ đi dần cái tự ngã của mình, không chấp vào đó nữa. Đây là phương pháp quán từ thấp tới cao mà Đức Phật đưa ra với mục đích giúp cho chúng ta nhìn rõ được cái tự ngã trong tâm của mình để dễ dàng tu tập đưa đến giải thoát Niết Bàn. Tiếp đến, Thế Tôn thuyết pháp về phân loại các bậc thánh là vô thượng. Có 7 bậc thánh gồm có câu giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến trí, tính thắng giải, tùy pháp hành và tùy tính hành. Thầy giải thích, câu giải thoát là một bậc thánh hoàn toàn có tâm và tuệ giải thoát, dựa trên sự quán chiếu vô ngã và duyên khởi để bước tới quả vị Phật. Ngoài ra,
Các bậc thánh khác tùy theo nghiệp duyên của mình mà chọn pháp quán vô ngã hay duyên khởi để thành tựu các bậc A-la-hán, Tu-đà-hoàng hoặc Tu-đà-hoàng hướng. Thế Tôn còn thuyết pháp về tinh cần là vô thượng, tức là bảy giác chi. Khi tâm chúng ta lăng xăng thì phải dùng định giác chi hoặc niệm giác chi để đối trị giúp tâm lắng động. Trong sự tu tập, chúng ta nên biết hòa hợp giữa động và tịnh. Để tâm lắng dịu thì sẽ đạt được thành công. Kính thưa quý vị, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc là nơi giúp chúng ta mở mang kiến thức, có chánh kiến để biết được đúng sai, từ đó mà hướng tâm vào việc tu tập để tự mình giải thoát khỏi trầm luân trong sinh tử. Thấy sự lợi ích như vậy, mong tất cả quý vị hãy phát tâm ghi danh, tham gia học Phật Pháp tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính mong quý vị và các học viên tinh tấn tu học, cũng như cùng chung tay góp sức vào chương trình dạy và học này được tiếp nối lâu dài. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 11, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp cao đẳng sẽ được học tiếp tập dị môn túc luận và kinh Trường Bộ. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Kính thưa quý khán thính giả, từ giữa tháng 10 đến nay, những cơn bão liên tiếp trút xuống các tỉnh miền Trung Việt Nam, lũ chồng lũ. Cơn bão này chưa tan lại tiếp tục cơn bão khác khốc liệt hơn. Nhiều vùng bị nước lũ dâng cao đến tận nóc nhà. Đất núi sụt lở khiến hàng ngàn khối đất đá đổ sập. Nước từ trong rừng tràn về tạo thành bùn nhão, tràn xuống nơi dân cư. Có thôn hầu như bị trôi hết. Nhiều nơi vẫn còn bị nước lũ bao vây. Lũ lụt bão tố cướp đi hàng trăm nhân mạng, khiến hàng ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Hiện tại, cuộc sống của những người dân ở các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Bình đã đang bị đe dọa bởi thiếu lương thực, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men, toàn bộ mùa màng và gia cầm mất trắng, không biết khi nào mới bắt đầu lại. Cuộc sống của những người dân miền Trung tại các vùng lũ lụt hoàn toàn trông đợi vào tấm lòng thương yêu, bao dung và bàn tay nhân ái của đồng bào khắp nơi. Do đó, Thầy Giám Viện của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đã lên tiếng kêu gọi các mạnh thường quân cùng nhau đóng góp 3.000 phần quà, mỗi phần trị giá 15 Mỹ Kim, nhằm xoa dịu phần nào nỗi khổ của những người bất hạnh, thiếu phước duyên, đáp ứng lời kêu gọi. Một số quý đồng hương đã cùng chung tay đóng góp thật hăng hái và cũng đã tạm ứng trước tài khoản để Viện Phật học có điều kiện chuyển về 2.000 phần quà. Chư Tăng trẻ hiện đang tu học ở Việt Nam dưới sự giáo dưỡng của Thượng tọa Thích Huyền Châu đã trực tiếp mang tấm lòng và tịnh tài của quý vị đến tận những vùng đang bị lũ lụt. Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh từ thiện cứu tế đợt 1 cho nạn nhân thiên tai ở miền Trung tại trang nhà bodephatquoc.org. Kính thưa quý vị, với mục tiêu đạt đến 3.000 phần quà cứu trợ, chúng ta hãy tiếp tục chung tay đáp ứng sự trông chờ từng ngày từng giờ của những con người đang chịu nhiều bất hạnh, tai ương dồn dập. Chúng ta dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn nhớ đến một miếng khi đói bằng một gói khi no. Các chi phiếu cứu trợ xin gửi về Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, địa chỉ 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703 hoặc liên lạc trực tiếp với Thầy Huyền Châu ở số phone 714-328-6087. Xin chân thành tri ân mọi sự đóng góp quý báu của toàn thể quý vị để giúp cho công việc từ thiện hoàn tất viên mãn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị an vui và hạnh phúc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.